Rồi hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái thiết bị ha. KG36. Cái này là cái chỉnh giờ tắt mở hẹn giờ, bộ hẹn giờ. Bên đây nó có mấy nút nè. Biết thấy. Cái này là chỉnh giờ nè. Phút nè, ngày nè. Hay là cài đặt cái chế độ tắt mở nè. Auto menu clock. Thì bây giờ để cái chỉnh cái giờ mà hiển thị thực tế trên chỗ này á thì mình phải giữ cái phím clock. Mình giữ phím clock. Mình giữ cái phím clock rồi xong mình muốn chỉnh giờ thì mình bấm phím này. Home. Này là chỉnh phút, này chỉnh ngày. Bây giờ mình chỉnh thử nha. Bây giờ 16:15. Thì 16 giờ đúng rồi. Mình sẽ chỉnh lại ngay chỗ này là 15 thôi. Mình cứ nhấn nè. Nhấn như nào mà nó tới số 15 thì ngừng. Đó, mình phải giữ phím là lock luôn nha. Số 15 này nó xa quá. Rồi, 16 luôn nè. Rồi. Thứ hai. Rồi đúng rồi. Còn nếu mà bạn muốn chỉnh thì cũng giữ phím clock mà chỉnh thứ này chỗ này. Cái nó hai bơ hả? Rồi. Hai bơ rồi gì? Bây giờ mình sẽ demo gắn điện vô cho mấy bạn thấy luôn. Hả? Cách thức hoạt động của nó thì giờ nói luôn nha. Cái này á là hai đường này hai đường vô, là hai đường này hai đường ra. Nó nhiệt hả? Anh kết nối ra với máy tính rồi. Anh tải driver rồi, vô phần drive anh viết đó, anh viết tơ đó. Vô phần container đó. Cái chỗ control panel vô đó anh chọn cái đường cái máy tính nào để xác hoặc định nó thôi. Thấy không em? Ở đây mình thí dụ là lắp cái đèn. Nó để coi cái máy in của anh mua về là máy gì để anh chọn thôi. Thì anh coi nó có chữ V màu xanh lên chưa. Rồi được rồi. Dây đỏ là điện vào. Vẫn có chọn nữa. Dây vàng là điện ra. Đem ra mình gắn test cái này để cho mấy bạn hình dung. Mình gắn thử cái bóng đèn vô cái này. Rồi cắm luôn vô. Đó. Khi mà nó có nguồn thì cái đèn đỏ nó sáng lên. Rồi. Thì ở đây nó có chế độ này, on, auto và off. Thì chỉnh cái chế độ này bằng cái phím auto menu này. Mặc định là cái bạn thấy cái mũi tên nó chỉ xuống đây ngay chỗ này là nó đang off. Rồi, mình muốn chỉnh on lên ha. On. On là đèn nó sáng. Cái này là điều khiển bằng tay. Còn nếu bạn muốn mà cho nó tự động thì mình để ở chế độ auto. Xong mình set cái thời gian cho nó. Rồi. Để chế độ auto. Để set thời gian là mình vô chỗ time. Set cái chu kỳ tắt mở đó. Ở đây là 1 on nè. 1 on thì bây giờ mình mình nhấn phím này để mình chỉnh
giờ cho nó. Ví dụ mình chọn 16 giờ thì ta 16 giờ 20 đi ha. 16 giờ 20. 16 giờ 20 nó sẽ mở. Rồi mình nhấn then ha. Rồi, một up. Thì một up thì mình sẽ chọn là 16 giờ 16 giờ 21 nó sẽ tắt. Rồi, chọn then ok ha. Đây có 2 3 4 5 6 7 8. Rồi, là mình có 10 cái lựa chọn on off ha. Đó, 16 giờ 20 nè. Là đèn mở nè. Rồi. Tới 16 giờ 21 á là đèn tự động tắt. Thì cái này mình sẽ để ngay cho nó auto. Auto thì nó chạy cái thời gian cho khoảng đó. Rồi, mình chờ ha. Chờ tới 16 giờ 21 là tắt đèn. Đây nó dẫn. Cái này nó mình chạy được dòng 220V mà chạy được dòng 20A. Đó. À. Tới 16 giờ 21 là đèn tự động tắt. Thì vẫn làm tương tự thôi với cái mấy cái then các cái này chỉ tắt mở là vậy thôi. Nhớ là mình chỉnh giờ hiện tại là mình phải giữ phím lock nữa ha. Giữ phím lock nè. Giữ luôn, giờ mình nhấn máy này vô thì nó mới chỉnh được. Còn nếu mà bạn bấm này không thì nó không có tác dụng gì. Rồi. Rồi đây là cái bộ KG316 nè. Bữa nó lấy đầu đi, ngồi thử. Cảm ơn các bạn.